các bạn, các sản phẩm đến từ hãng táo cắn giờ Apple luôn mạnh mẽ với hiệu năng cao, thiết kế sang trọng với kim loại nguyên khối cùng nhiều tính năng thông minh nổi bật. iPhone 6S là smartphone mạnh thứ hai sau bộ đôi 7 Plus thế hệ mới và hiện nay là thời điểm sáng giá để sở hữu đứa con cưng này của Apple. Hôm nay thì review sẽ đem đến các bạn thêm lựa chọn phù hợp túi tiền đại đa số người dùng với iPhone 6S lock qua sử dụng với giá chỉ hơn 6 triệu, quả thực là không thể bỏ qua tại rượu thông minh. Yếu tố quan trọng nhất khiến đại đa số người dùng quan tâm đó là về giá thành. Kể từ khi mới ra mắt, iPhone 6S phổ cập phân khúc cao cấp với mức giá hơn chục triệu và không phải ai cũng sẵn sàng mạnh tay chi ngay tại thời điểm đó. Cho đến lúc này, đã có thêm lựa chọn khôn ngoan, ưu đãi hơn dành cho iPhone 6S lock qua sử dụng với giá chính xác là 6 triệu 990 nghìn, rẻ hơn 6S quốc tế đến tận gần 2 triệu là không thể bỏ qua. So với các sản phẩm cùng tầm giá như Samsung Galaxy A9 hay Meizu Pro 6, tuy rằng iPhone 6S yếu thế hơn về kích thước màn hình cũng như dung lượng pin, nhưng chip Apple A9 mạnh mẽ cùng hệ điều hành iOS mượt mà ổn định là điểm sáng nổi bật của máy, đem lại trải nghiệm tối ưu cho người dùng. Với mức giá dưới 7 triệu dành cho một chú dế khủng 6S lock qua sử dụng đến từ Apple, vào thời điểm này là lựa chọn mua hàng thông minh. Yếu tố thứ hai cũng quan trọng không kém đó là về chất lượng. Rượu thông minh vui mừng được sát cánh cùng các khách hàng thực tế hơn 4 năm trời và cũng tự tin khẳng định là hệ thống bán lẻ phân phối các sản phẩm của Apple tốt nhất trên thị trường hiện nay. Các sản phẩm qua sử dụng bên mình đảm bảo chất lượng hàng đầu, nói không với hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng. Sản phẩm iPhone 6S lock qua sử dụng tại Rượu Thông Minh có xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng và luôn đi kèm chất lượng số 1. Bởi đội ngũ nhân viên tester dày dặn kinh nghiệm, kiểm tra kỹ lưỡng nghiêm ngặt qua nhiều phân đoạn tỉ mỉ để đem đến tay người dùng những sản phẩm tốt nhất, hoàn mỹ nhất. Đứng dưới phương diện khách hàng thì mình khẳng định rằng các bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi mua các sản phẩm iPhone line new tại Rượu Thông Minh. Ngoài ra, khi mua sản phẩm iPhone 6S lock qua sử dụng tại Rượu Thông Minh, các bạn còn được tặng kèm nhiều quà khuyến mại hấp dẫn bao gồm SIM ghép, hỗ trợ fix lỗi sử dụng như phiên bản quốc tế, sạc cáp Pixel chính hãng trị giá 300.000, dán màn hình UltraShield trị giá 100.000 hay quay chọc SIM trị giá 50.000. Bên cạnh đó, các bạn còn được hỗ trợ các gói bảo hành an tâm nhất từ Rượu Thông Minh như DK Plus với 9 tháng bảo hành nguồn màn hình vân tay cùng chi phí thêm 350.000 hay DKS lên tới 12 tháng hỗ trợ tương tự DK Plus nhưng thêm tình trạng rủi ro rơi móc máy với chỉ 700.000. Chế độ bảo hành và các khuyến mại hấp dẫn này chỉ có duy nhất độc quyền tại các hệ thống của Rượu Thông Minh. iPhone 6S lock với hỗ trợ cài đặt SIM ghép hiện đại dùng như bản quốc tế, đi kèm nhiều điểm sáng nổi bật như màn hình nhỏ gọn dễ thao tác với 4,7 inch, con chip Apple A9 mạnh mẽ cùng RAM 2GB và hệ điều hành iOS mượt mà ổn định đem đến trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng. Bên cạnh đó, máy còn sở hữu màu vàng hồng thời thượng, nổi trội trên thị trường smartphone. Các bạn có thể đến ngay hệ thống của Rượu Thông Minh gần nhất để trải nghiệm trực tiếp trên tay hoặc liên hệ hotline 1900 6815 để mua hàng online ship về tận nơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại!